Kẹo khủng long kèm đồ chơi, kèn thổi và kẹo đi anh em ơi. Hello cả nhà, lại là tôi đây, chàng trai thích khám phá tất cả những loại kẹo trên thế giới này. Món kẹo này á có đồ chơi là một cái kèn thổi hình dáng chú khủng long này. Điểm trừ á của món này á là kẹo hơi ít nha anh em. Kẹo son đùng minion trái cây đi anh em ơi. Hello cả nhà, lại là tôi đây. Hôm nay á cùng mình khám phá món kẹo này nhé. Đầu tiên thì mình gỡ cái mũ xuống nào, sau đó thì phía bên dưới có một cái núm vặn này, ta cứ xoay thì kẹo sẽ chảy ra nhé. Cái này được thiết kế kiểu giống như là tóc đó nè, khi ta xoay thì tóc mọc dài ra nè, trông đáng yêu quá anh em ơi. Kẹo trái cây chuột Mickey xinh xắn đi anh em ơi. Hello cả nhà, lại là tôi đây. Hôm nay cùng mình khám phá món kẹo này nhé. Hình dáng bên ngoài được thiết kế và vẽ khuôn mặt của một chú chuột Mickey đáng yêu quá này. Bên trong thì có khá là nhiều kẹo này, những viên kẹo trái cây nhiều màu sắc. Bây giờ thì thưởng thức thôi nào anh em ơi.